Ủa, mấy con gà bữa nay đâu mất tiêu hết rồi cả. Má ơi, con chặt lá chuối xong rồi nè. Bao nhiêu đây đủ gói bánh chưa hả má? Ừ, con về đó hả? Đâu, đưa má coi. Con kèo vô tuốt ở trong mương chú bảy gà mới có bao nhiêu đó đó. Bao nhiêu đây đủ rồi. Rồi nếp với đậu con ngâm hết chưa? Hồi nãy trước khi đi chặt lá chuối con đem ngâm hết rồi. Lan à, đâu con đếm coi còn mấy con gà vậy? Hình như là tao thấy mất một con gà trống á, phải không con? À, chết rồi. Con gà trống lớn nhất đâu mất rồi? Hay là... Hay là cái gì? Chồng con ảnh, ảnh đâu rồi má? Mồ tổ cha chồng mày, nó đừng để cho tao gặp à. Má mà gặp á là má chửi cho tắt bếp á. Gần tới giờ này mà cũng không chịu về lo cúng kiến rước ông bà. Không biết giờ này nó trốn ở đâu á. Rồi lấy ai kẻ củi nấu bánh đây nữa. Má ở nhà để con chạy tìm ảnh gì à. Con biết chỗ rồi. Con đi nghe má. Nè nè, đi nhớ về lẹ nghe con. Dạ. Vào vô. Vào vô. Mày đá lên mu lưng nó tao. Đang lên mặt không cho tao. Ai đánh nó? Ai vô đánh con nó? Lòi ruột cái đó, mất ruột cái đó. Nó sủi cánh rồi, sủi giò rồi, sủi giò rồi. Trời ơi, mày đá cái gì kỳ vậy? Ai cho nó chết nó đi. Tụi bay giỏi lắm, cho tụi bay luôn á. Cho tụi bay ăn luôn con gà của tao đó, ăn cho ngập mặt tụi bay đi. Tụi bay ăn con gà của tao hả? Thế nào tụi bay cũng mắc xương rồi, tát xuống họng tụi bay ra cho coi. Anh Tèo. Tụi bay chờ tao trả thù. Anh Tèo. Cái gì vậy? Anh Tèo. Em đi đâu đây? Trời ơi, lại cũng đắt gà nữa. Thua rồi phải không? Rồi sao? Thua cậy tôi. Mắc mớ gì tèo mà em hỏi. Bực bội. Má biểu em kêu anh về chẻ củi để má nấu bánh tét tối nay đó. Về về làm dữ vậy? Thua hết trơn ở đây làm gì nữa? Còn em nữa, gà của người ta là gà đá, em thả cho nó sống chung gần mấy chục con gà mái luôn, sao con gà tụi nó đá nổi? Nhà mình còn có một con gà để trống, anh nhốt nó thì làm sao gà mái có trống được? Má biểu em lén thả ra đó. Không phải tại em đâu. Trời ơi, vậy sao? Hãy nói ra em đây chạy tội à. Tết đến là nhiều nơi tụ hội à. Không đá gà thì tài xỉu với bầu cua. Thế thứ gì tôi mê là em cấm à. Nên nhiều phen em đổ lỗi cho bà già. Tôi vừa thả con gà là nó lấy đà bay tới. Đối thủ quay đầu ai ngờ mà nó trúng thế. Hồi má kê gà anh nó chầu trời. Nói ra anh thêm mang tội. Má cả già cũng ông bà trơ trọi. Tết đến mà chẳng thấy anh lo. Bởi chân nào vẫn như tật này. Em từ đâu cầu thần gian này. Đừng đánh bài hay chơi chặt heo. Không đá gà thì cũng chơi tài thôi, 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 thôi em làm ơn. Đừng có lên giọng dài à đời. Anh chửi em. Chửi nào? Du khóc. Rồi khóc nữa. Khóc cái gì? Mà tôi nói không đúng sao? Vợ con gì bực mình. Nó động một chút xíu là chạy nước mắt à. Em làm như em khóc mà tôi sợ em vậy hả? Còn lâu quá, đính tôi đi bà. Giờ về chưa? Anh xuống trước đi. Em mở dây xuồng cho. Cảm ơn. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đi ra đi. Để tôi mở cho. Xuống đây. Ê, mình hay mệt. Có cái cần câu của ai câu nãy giờ cắm sẵn ở đây mà không thấy lợi gửi gì trên tội nè. Tay về câu giật câu, vậy là có cá rồi đó. Gửi chú coi coi. Dính rồi. Chà, cái con này coi bộ cũng cỡ nửa ký trở lên rồi nha. Chuyện gì vậy anh?
Ý, con cá của ai vậy anh? Ai biết. Biết rồi nói làm chi. Chắc là của ai cắm câu gần đây á. Thôi kệ đó, lấy luôn. Để ngồi nó xảy ủ lắm. Coi chừng người ta biết được người ta chửi đó. Không dám chửi đâu. Chim trời cá nước là của chung chứ bộ. Ai bắt được cái đó ăn, ai biểu cấm để đó đi làm chi. Làm gì mình sợ chứ. Rồi, xong rồi. Ê, làm gì đấy chú hai ơi. Ăn kiểu đó coi không được đâu nha. Bắt quả tang rồi đó, ăn kiểu này là ăn trên đầu cha người ta ăn xuống phải không? Mày là con nhà ai vậy? Nói cho biết dòng họ cái coi. Chú Mười, con là Lan nè, chú không nhớ con hả? Ờ, con Lan, con dâu bà Bảy Lép phải không? Con có thằng mắc dịch đó thằng nào hả? Đâu có mắc dịch, con là thằng Tèo nè chú Mười, nhớ con không? Chả ăn cá tao mới nhớ. Đưa đây ông nội. Chú. Nhưng mà chú Mười ơi, con xin phép hỏi chú vậy chứ, cá ở dưới sông này là của chú Hít Tơn tội hả chú? Bắt quả tang mà còn nói ngang nữa hả mày? Anh, trả con cá cho chú Mười đi anh. Có con cá không mà làm mất tình chòm sớm à. Kỳ lắm. Nhiều chuyện quá. Chính mắt tao thấy mày gỡ con cá dính ở trong cần câu của tao mà còn nói ngược hả? Để tao qua tao hỏi chị Bảy Lép coi chị biết dạy con không? Dạ khoan hỏi đã. Gì đâu mà làm rùm beng dữ vậy chú. Giờ con nói chuyện đàng hoàng cho chú nghe. Thấy không? Chú Mười ơi. À bây giờ tôi nói một lần cuối ha. Dạ là tôi không có trả cho chú. Mày ngon à, mày mà ông nội tao à. Mà tôi còn muốn tui nữa. Xong rồi có tôi mua rượu cái hai chú cháu mình lai rai. Chịu hơn. Vậy là dân biết chơi đó con. Kẻ có mồi, người có rượu mới công bằng phải không hai cháu ruột. Vậy mà nãy giờ làm con hết hồn mà. Bây giờ tao đi thăm vài cần câu nữa. Rồi tối tao ghé qua nhà chơi nghe. Dạ. Nhớ nướng cho chín nghe con. Dạ. Tối nay canh nồi bánh tét rồi mình nhậu luôn, đúng không? Ủa, sao chú biết tối nay mà ăn đâu bánh tét vậy? Tết nào chị Bảy không nấu. Tụi bay làm như tao xa lạ lắm vậy đó. Thôi chú đi nghe con. Dạ, nhớ tối nay qua nghe chú. Ừ. Thôi mình về đi anh. Chỉ cần một câu là xong liền. Con cá giờ nó thuộc về mình. Nam mô A Di Đà Lạt. Ủa, Nam mô A Di Đà Phật. Xin ông bà phù hộ cho con ăn cái Tết năm nay cho nó thật vui vẻ mạnh khỏe cái coi. Và Nam mô. Rồi xong. Vậy là tròn bổn phận. Nãy giờ chắc ông bà hưởng hết rồi, giờ tới con. Năm nay cũng vậy, vừa cúng ông bà xong là tôi hưởng lộc liền. Vậy mà sao năm nào mần ăn cũng không thấy khá gì hết. Nậu cắm mấy chục cần câu, dính được con cá. Tưởng mình được hưởng ngon lành, ai ngờ gặp mấy nhỏ nó ăn trên đầu cổ nữa. Nhưng mà không sao, tối nay mình qua mình bắt nó mua rượu một lần cho nó tẩn phải không? Nhà tôi uống mà nó đòi hùng mua rượu hả? Thôi bây giờ rảnh rang mình làm lai rai cho vui cái coi. Quá đã. Buồn như ly rượu đây, không có ai cùng ca. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để vui. Buồn như trong một ngày, hai đứa không gặp mặt. Buồn như khi gặp mặt, không còn chuyện để vui. Mới uống có mấy ly hết sạch bách rồi.
À. Dạ. Cái này không phải con hổn nghe, nhưng mà cũng lâu chắc bề trên hưởng hết rồi, giờ tới con hưởng cái lộc để nó bay hơi hết uổng lắm. Ủa, đây là ở đâu vậy ta? Mình bấm quẻ nơi đây có một người là tiền kiếp của mình mà. Chà chà chà, để vô hỏi thăm cái nhà này thử cái coi. Vô duyên, làm gì mà núp ló trước sân nhà tôi vậy? Dạ, xin mạn phép hỏi thăm huynh đài, có phải đây là nhà của huynh đài hay không? Vô duyên nữa, Tết nhất mở miệng ra là không vui rồi. Bởi vì tao nói hoài mà mày cũng không bỏ. Ngồi xuống đây đi, làm một hớp đi. Yeah, cảm ơn. Thần bài không biết nhậu. Cái gì? Mày nói sao? Mày là thần bài hả? Dạ dạ, đúng như vậy. Mày ném gì ăn mài thì có. Làm như tao lạ với mày lắm vậy đó. Nè, qua đây có chuyện gì không? Yeah, rồi. Đúng rồi. Nhìn ông này là tôi biết liền ha. Đây là tướng tinh của thần men ở đây mà. Mày nói gì vậy mày? Dạ không có. Vậy tôi phải kêu ông anh là cái gì cho phải lẽ đây? Muốn kêu bằng gì cũng được, bằng chú, bằng anh hay bằng thằng cũng được luôn. Dạ không dám. Xin huynh đài thứ lỗi, tại hạ đây không dám. Ê, nãy giờ giỡn vậy là được rồi nghe. Qua đây làm chi vậy con? Nhậu phải không? Dạ, tôi đã nói rồi, tôi là thần bài, chỉ có biết đánh bài thôi, không có biết nhậu nhẹt gì trơn á. À, mày muốn đánh bài hả? Dạ. Được, để tao coi mày đánh bài cỡ nào. Hèn chi vợ mày nó khóc biết bao nhiêu cũng vì mày, thấy không? Uống rượu như tao vậy nè, mày thấy khỏe không? Đâu có cầm đồ bán đất, đâu có ăn cắp ăn trộm như mày đâu. Chửi nữa. Giỏi lắm á, một ngày chỉ tốn 2 lít là xong ngay. Vậy là mình chọn đúng chỗ rồi. Xuân năm nay mình mặc sức và tung hoành thiên hạ. Bây giờ nói nhiều cũng không ai tin. Chứ còn nói về cờ bạc á thì... Thì sao? Sập sam chương là sập sam chương. Đừng nên chơi lâu cứ bung ra hết tiền. Sập sam chương là sập sam chương. Đừng nên chật nha cứ chơi là hết tiền. Dắt dắt màu thầu là bán cây xe dream. Cô lô tàn tàn mình bán cây tivi. Ba phé ba nơi thì bán luôn căn nhà. Con tung tàn tàn thì vợ con cũng hiếm co chớ quên bỏ qua gian này. Mình ban đất rồi mình góp vô mà nhiều khi trung manh âm em cả nhà. Nói hay quá hen. Dạ. Tưởng sao nãy giờ toàn là suối người ta đánh bài không à. Bây giờ tao đồng ý đánh với mày một ván. Một ván ăn một lít chịu không? Nói là làm liền. Một lít nhiêu tiền vậy? 6,000 dám chơi không? Ai chia đây? Tao chia, đưa bộ bài đây. Đó, chà, thấy chà, chưa? Điệu nghệ dữ hao. Sao trẻ đâu có thua gì thần bài Châu Nhuận Phát phải không? Kinh đi, chơi bài gì đây? Tùy, thích thì chịu. Hay là mỗi bên bóc lá đi, ai lớn hơn người đó ăn, chịu không? Vậy cho nó mau ăn thua. Được, để tao bóc trước nha. À, tới mày đó, bóc đi. Phiền chú bóc dùm lá bài nào cũng được. Vậy sao? Được, để chú mày bóc dùm cho một lá nghe. Hey, khát nước qua uống nước cái coi. Kỳ này mày sẽ chết, để tao lựa cho mày một con. Còn 2 chuồng cho mày đây. Rồi, xong rồi đó. À, phiền chú lật lên giùm ấy. Được. À, con 2 chuồng tiêu
chúng 6,000 đi con. Chưa, chú dở bài chú lên cái coi. Nè Thua rồi. Trời ơi trời, sao kỳ vậy trời. Kỳ này chơi 2 lít nè, chịu không? Chơi luôn. Nào, xào chẻ đi, rồi bóc trước luôn đi Châu Nhuận Phát. Rồi. Uống miếng nước nước quay. Lấy con già. Rồi đó, tấm mày đi. Bóc dùm luôn nữa đi. Hả? Con ếch bích. Trời ơi. Trời ơi, sao tôi ăn mà tôi buồn ghê nha. Chung tiền đi, chung tiền đi. 12,000, chung mau lên. Trời ơi, sao kỳ ghê nha, sao hơn dễ sợ luôn. Thôi, tạm biệt nha, hẹn ngày tái ngộ nha. Ôi, lạnh quá, đúng là thần bài rồi. Trời ơi, nó ăn luôn bộ lư hương ở trên bàn thờ rồi. Tết này bàn thờ để trống trơn như vậy quay sao được. Phải chạy theo nó, đòi lại mới được. Ê, Tèo ơi, Tèo. Ba tỉnh lại đi ba. Hả? Ủa, thằng Tèo nó ba nằm mơ phải không? Trời ơi, mới giờ này mà xỉn rồi à. Ủa, con Huệ đó hả? Dạ. Con về hồi nào vậy? Mới về, bước vô đến nhà là nghe ba la sùm à. Ba rên hự thấy sợ luôn à. Uống hoài hả, có ngày ba lủng phổi chết sớm cho coi. Tết Nhất, đừng có nói vậy không nên. Ba tưởng đâu năm nay con không về thăm ba chứ. Ở thành phố làm ăn sao rồi, khá không con? Thì cũng như mỗi năm thôi ba. Kỳ này con về đây hả, một công hai chuyện lận. Một công hai chuyện là sao? Dạ, hồi đó con lên thành phố tính tới giờ là 5 năm rồi. Ba ơi, không biết con Lan nhà bên nhà bác ta đó ba, có chồng chưa vậy ba? Có rồi, mới đám cưới năm ngoái. Ủa, có chồng rồi hả? Tiếc quá ha. Ba, vậy con Thu với con Liễu ở xóm bưng tụi nó lúc trước á, hay qua đây chơi nè ba. Tụi nó có chồng chưa vậy ba? Trời ơi, mày làm như tao là tổ trưởng tổ điều tra dân số không bằng. Mấy cái chuyện đó ba đâu có để ý. Vậy chắc là chưa rồi. Thôi được rồi. Ba ơi, ba đem mấy cái trái cây nè rửa sạch rồi cúng ông bà nha. Để con đi công chuyện một chút rồi con về liền à. Con đi nha ba. Nè. Rồi, đi rồi. Cái con nhỏ này không biết nó mần ăn cái nghề gì mà ăn bẩn dồn thấy ghê quá gì không biết. Thôi cũng tốt. Biết về thăm cha thăm mẹ là tôi mừng rồi. Thôi, để mình rửa ba cái trái cây này đem cúng ông bà tối nay cái đã. Lan à, dạ. Con coi vớt mấy cái đòn bánh tét ra rồi sắp lên bàn thờ ông bà đi con. Ngoài bàn thờ ông Thiên, rồi bàn ông Địa, ông Thần Tài, mỗi bàn một đòn nghe con. Dạ, anh phụ giùm em vỡ cái nắp ra coi. Đưa đây anh vớt ra cho. Ba cái khúc củi mày kẻ nhỏ quá nó mau tàn. Để má vô mới lấy thêm vài khúc nữa. Hai đứa coi chừng nồi bánh tét ăn chưa. Dạ, xong rồi. Anh lo chụm củi nghe. Để em đem bánh lên sắp ở trên bàn thờ. Để đó anh lo. Đây rồi, trần gian đây rồi. Cha cha cha, có dĩa màu và rượu đế gò đen nữa này chứ. Đã quá. Vậy thì còn chờ gì nữa. Ê,
tiền chủ hộ khách ta nghe. Đồ quỷ, làm hết hồn à. Ngươi biết ta là ai không? Trời ơi, thần men ở xóm này ai mà không biết. Chà, thông minh à nghe, thông minh quá vậy ta. Mới nhìn đã biết mình là thần men liền ha. Mới nghe nói mình là thần men kia, cái mặt kìa hớn hở thỏa mãn kìa. Nhưng mà thần men đâu có té mương té ao như chú vậy. Tao té hầu nào, đừng có nói giỡn chơi à nghe. Vậy chứ mấy tháng trước ai té xuống ao cá nhà con, chú nói đi. À, thì ra có người là hiện thân tiền kiếp của ta ở nơi đây. À, được rồi, bây giờ ta mặc sức mà tung hoành trong dịp Tết này. Gì vậy? Sao nín thinh đi chú Mười? Mắc cỡ rồi phải không? Không giấu gì con, chú là thần men thiệt, chứ không phải thần men dỏm đâu. Trời ơi, thiệt hay dỗm gì thì nhậu đêm nay chơi ha. Sẵn canh nào bánh tét, rồi coi cả ai rồi mình nhậu luôn, rồi coi ai xỉn trước hay chú. Chú chờ con bỏ thêm vô nồi mấy đồ bánh tét nữa, rồi con cái chú la ra ra, chờ chút xíu nha. Thằng này sao hao hao giống thần bài quá. Đúng rồi, ổng chứ ai, tiền kiếp của thần bài đây rồi. Xong rồi, đây kiến lão đắc tràng mời. Cảm ơn, ly này nhỏ quá, có cái chén không? Vừa phải thôi nghe, uống tâm tình chứ không phải uống thi đấu ở đâu mà uống bằng chén. Ta là thần mà, uống biết bao giờ mới say được, cho nên Ngọc Hoàng mới phong cho ta là thần men đó chứ. Chú dịu vui quá. Chỉ có tiên nữ hay là hằng nga giáng thế mới làm cho ta say được mà thôi. Nhà ngươi biết không? Nhớ ngày đó ta say đắm tình, nồng ấm dây kề dây. Ta dệt bao hoa gấm đắm say, ôi trái tim ngất đầy ân tình. Đôi ta sánh vai trong dần trăng, cùng hát câu tình yêu. Kìa như trăng sáng soi, ta cứ yêu thương nhau suốt đời. Thì ra hễ có rượu vô là yêu tá lạ phải không? Nhà ngươi muốn hiểu sao cũng được, để ta uống trước nghe. Dạ. Ê, trời ơi, trời, chơi kiểu này là không có bò nữa nha. Còn bao nhiêu rượu mang ra hết đi, nếu ta uống không hết, một sĩ á, ta đền cho một can 10 lít. Chà, làm phách nghe. Được rồi, để tôi coi coi chú uống được bao nhiêu nha. Chờ nó đi. Được, tự nhiên. Sao rồi? Còn một ly của bạn ông Thiên phải không? Trời, còn nữa không chú em? Tin ta chưa? Đã. Ông nội ơi, bữa nay ai nhập ổng vậy trời? Trời sao bao nhiêu rượu tôi đem ra, ổng uống tút lút hết trơn hết rồi, ổng còn giọt nào trơn. Chết rồi, tôi biết nói làm sao với má tôi giờ đây. Thôi hết rồi phải không? Tạm biệt nha. Thì đi đi chứ còn ở đây làm gì nữa cha. Ông ở đây một hồi là tôi không có nhịn ông được nữa đâu à nghe. Đi giùm tôi đi cha nội. Anh Tèo, trời ơi, đi đi. Anh nói gì vậy đi. Bộ anh mơ hả? Ủa, dĩa cá đâu rồi? Bộ anh nhậu với chú Mười rồi hả? Trời ơi, sao lẻ dữ vậy? Anh sao rồi, Tèo đâu? Nhậu chưa? Tao qua nè Tèo ơi. Trời ơi, ông tới nữa. Má ơi má, trời ơi, còn dám quay trở lại đây nữa hả? Ê, bộ kỳ này không có nhịn được nữa rồi đó nghe. Anh Tèo, anh điên rồi hả? Bỏ khúc cây xuống, anh Tèo. Ê, mày làm gì Tèo? Ê, không có giỡn nghe. Không chịu nhậu thì thôi chứ. Ê, định làm gì hả mày? Tôi mà giỡn với ông hả? Tôi tập ông chứ làm gì? Ông đứng lại đi, đứng lại coi. Ngu sao đứng, bớ người ta.
Thằng Tèo nó quậy, thằng Tèo nó giết người mà người ta mà. Đừng nhà tôi, đừng lại. Ngọc Hoàng Gia Lâm. Miệng lại. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, hôm nay là ngày mùng 1 Tết, thần là Tiên Nâu đến đây để dân an thánh thể, kính chúc Ngọc Hoàng phước như Đông Hải, thọ tỷ như Sơn, trường sinh bất lão, vạn phúc vạn phúc vạn vạn phúc. Bình thân. Ủa, sao hôm nay con mình nhà ngươi tới dân an thăm hỏi bệnh ho gà của ta, còn mấy vị thần kia đi đâu? Dạ, dạ. Muôn tôn Ngọc Hoàng, kẻ này không dám nói à. Vô đây. Tại sao ta hỏi mà ngươi không dám nói? Hay là ngươi muốn chết? Dạ, ba vị thần đó là thần Bài, thần Men và thần Quyến Rũ, tức là tiên nữ, đã lên Ngọc Hoàng xuống trần gian rồi à. Dạ. Cha chả, ủi cha chả, thật là không còn hệ thống gì nữa hết. Trời ơi, trời ơi, tại sao ngươi còn ở đây? Dạ, thần đoán thế nào Ngọc Hoàng cũng biết, cho nên thần ở lại để bẩm báo Ngọc Hoàng chuyện này. Ủa? Về sau ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi, còn bây giờ ta phải... Nếu dân lành làm thống khổ cho muôn dân lời ta phán ra vậy mà dám xem thường, nay ta không thể nào tha thứ tội. Ho gà nữa rồi. Ngọc Hoàng hãy bảo trọng long thể của mình. Xin thiên nhân hãy nên bình tâm, con tung phong dẫn quân đi đầu, dẫu nạc thần nào đâu có xa, về dưới trần thế mà tìm kiếm. Người tìm mà kiếm ai à, đừng mà ông qua mắt của ta, buông xuống á trần hãy thỏa lòng. Xin thiên nhan chớ nên hoài nghi, con lâu nay đã cai sống rồi, muốn theo sao hầu cho long thể, trần thế nhiều lắm quỷ kế, lòng chẳng an để thanh hoàng xuất thần. Ta nói rồi chớ nhiều lời, ngươi chẳng nghe ta truyền đêm danh. Dạ xin Ngọc Hoàng dặn cơn thịnh nộ, chỉ có thần mới thông suốt mọi sinh hoạt của người trần gian. Như Ngọc Hoàng, thần e sợ bất tiện lắm cho Ngọc Hoàng. Thôi, đừng có vũ đạo với ta nữa. Được, ta cho ngươi theo với một điều kiện là lúc nào cũng ở cạnh ta, biết chưa? Dạ, thần xin phụng mạng. Đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thôi ổn. Ổn đi. Vậy một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi ổn. Khá là. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Tao hiểu. Hổng nghe mày, nhậu với thần Men mà xưng hô mất dạy vậy đó hả? Tao nói rồi nghe, tao là thần Men mà tụi bay đâu có tin. Móc tiền ra mau. Không có thiếu. Mùng một Tết ha, không có thiếu. Nè 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 nè, tới bên ông uống đi.
Để coi hồi sáng tới giờ mới có 8 lít chứ bao nhiêu. Bình quân mỗi người uống có 2 lít à. Bữa nay tụi bay biết khôn á, có bao nhiêu tiền móc ra mua rượu mau đi, mua cho hết đi. Bữa nay thần men tái xuất giang hồ nè mấy con ơi. Mình mà sức hồn ra khỏi xác thằng cha mười sĩ này, kể như chở thằng cha đi cấp cứu liền. Trời ơi! Ba! Đầu năm đầu tháng rủ rê tới nhà nhậu vẹt. À! Ói mửa tùm lum. Trời ơi, thôi mấy anh đi về hết đi. Ai cho phép tụi nó về? Năm đó nhậu tiếp. Nè, tỉnh dậy hết đi. Còn ba nữa, uống gì mà dữ vậy không biết nữa. Thôi đi về hết giùm đi mấy ông. Về đi, lẹ lên đi, đi. Về. Phật chạy đồ bà. Rồi, hết đối thủ rồi, mình cũng xuất ra luôn. Ba sao vậy? Chết rồi ba trúng gió hả ba? Ba! Rồi, đặt vô đi. Xong chưa, đặt vô. Lấy tay. Lấy cái tay ra coi. Khui. Ba trái bầu. Hồi nãy giờ sao lắc ra ba trái bầu hoài vậy? Ủa, ngộ không? Bữa nay mấy em đụng độ phải thần bài rồi. Chơi không có lại ta đâu. Xoay, đặt vô đi. Lấy tay ra. Khác này, nãy giờ hai ba lần rồi nha mày. Khui. Ba con cua ăn hết luôn. Không dám đâu, tôi đặt hai cửa bầu cua nè ba. Tôi đặt hai cửa nai và tôm nè. Còn tôi hả? Gà và cá luôn. Vậy là hết chạy rồi. Lắc đi. Ủa, chà, ngộ ha. Bầu cua cá cọp mà đặt hết 6 cửa ha. Cho tụi bay chóng mắt coi thần bài nào mấy con. Lấy tay. Khui. Ba con cọp. Trời luôn. Ủa, sao có mặt con cọp vậy cả? À, cái đó tôi đâu có biết. À, đâu đó rõ ràng à nghe. Đặt tiếp đi mấy em ơi. Ê, sao trong bàn bầu cua không có con cọp vậy bố? Không có thì đừng có đặt. Ai biểu đặt chi thua rồi la. Ủa sao kỳ vậy ta? Con không có hiểu nổi á. Không hiểu nổi thì thôi. Tôi đã nói tôi là thần bài rồi mà mấy người không tin thì ráng chịu. Bây giờ muốn chơi thứ gì nữa? Đánh bài, tài xỉu, bầu cua, chơi hết luôn. Rồi sao? Dám chơi nữa không? Chết cha, trời, chết tôi rồi. Hình như đúng rồi, cái thằng tiên nông nó dẫn Ngọc Hoàng xuống trần gian. Chết rồi, mình phải chuồn mau mới được. Xuất. Ăn cây chó. Chơi hết luôn. Thôi đi. Thôi đi. Thôi đi. Khui. Ê, mày thua rồi, mày trúng đi chứ. Mày trúng rồi, đâu có chỗ mà mày. Trúng đi. Từ từ là bị dữ à. Rồi nó hết tiền rồi. Từ từ đi. Tiền hết rồi. Cởi đi. Đặt đi. Rồi dữ vậy. Lấy tay. Khui. Rồi nó khóc nữa. Cởi đi mày. Cởi đi. Cởi người ta chứ. Từ từ làm dữ vậy. Đè chết tôi nè. Rồi cái này cái chỗ. Ui da đau quá. Ủa, không lẽ đây là tiền thân của tôi sao? Sao tên này nằm đây rên la dữ vậy tiên nào? Dạ chắc tại nó vả thuốc á. Mình nhập vô thằng này để kiếm chỗ chích vài mũi cho phê mới được. Hô nhấp. Ủa, tiên nào mới đây đâu rồi cà? Được rồi, nhà ngươi lẩn trốn không thoát khỏi tay ta đâu. Trời ơi, anh Tèo kìa má, anh Tèo. Trời ơi, nồi đồng son chảo ơi. Mới có mà một Tết
chết mày te tua thê thảm gì đi hả tèo? Chết cha, phải tuần kế tụ kế mới được. Má ơi, má tha lỗi cho con hối hận quá má ơi. Con bị tụi nó trắng lọt con hết trơn à má ơi. Thôi đánh đi, anh đừng có giả bộ nữa. Coi anh kìa, anh nhìn lại thân anh coi có giống ai không. Mày đỡ nó về đi con, kỳ này mà tao nói không nghe ha là tao từ luôn đó. Đồ thứ con trời đánh à, đi về. Nhà ngươi tính qua mắt ta hả? Đừng hòng. Bây giờ túng thế phải tùng quyền, mày nhập vô xác bà già này đỡ đi ha, chờ xử lý mấy đứa này xong rồi tính. Qua ra ra hổ nhập. Khoan, hai đứa hãy dừng chân lại. Ta đây nói đã bao nhiêu lần, người gian dối cớ sao không chừa, làm lương dân khổ đau lầm than, còn gian hoa sắc người ta nhầm vào. Chớ nói nhiều hãy theo ta về, rồi ta sẽ điều tra chấm tha tội tình. Ôi da, má ơi, sức lỗ tai con má ơi. Em đi về nhà rồi ta sẽ tính. Đi đi. Ôi da, ai da, ai da. Đi. À, hét gì nữa, đi. Ủa, ai như là chị Huệ vậy cả? Chị Huệ. Ủa, Lan hả em? Chị đi đâu mới về vậy? Còn chú Mười sao rồi hả chị? Trời ơi, ba chị hả? Xuất huyết bao tử. Nếu không cứu kịp là coi như tiêu rồi. Bây giờ ổng còn nằm ở bệnh xá đó em. Ủa, hình như em mới khóc phải không? Dạ. Vụ gì nói chị nghe coi. Anh Tèo chồng của em, ảnh... Ảnh sao rồi em? Từ ngày du quy lòng em mơ, muốn sống bên nhau, cho dù nắng mưa dầm chan, trái tim yêu em nguyện chung thủy sắc son vàng dừng. Nào hay đâu thôi đời hay mang nỗi đam mơ giàu sang, quên nghĩa tình để em khổ lụy từ lâu. Vậy là đúng cơ hội của mình rồi. Trời ơi, thật vậy sao em? Trời ơi, tội không? Em còn đẹp dễ thương quá trời. Vậy em phải cam chịu cảnh sống cô đơn buồn tẻ vậy hả? Trời ơi, còn nữa, con gái ra đường gì không có tới phân vàng trên người nữa, làm chồng gì tệ quá sức à. Em thấy chị không? Vàng đeo tỏ tay luôn. Còn em kìa, nghèo quá. Chị nói đúng. Em vốn mang thân con gái nhà nghèo, hãy cha mẹ già lo đàn em yêu. Tuổi trang đôi tám mí miều, mà em nào ước mơ nhiều khi biết nhà vách lá khô xiêu. Em vẫn đêm đêm gánh nước ngò lầy, bao nhiêu nhọc nhằn chai hằng trên vai. Một sương hay nắng thân này, miền sao đẹp ý bé thầy, cơm qua ngày hai buổi cà dưa. Trời ơi, nghe em nói sao mà nó bi đát quá vậy? Em buồn lắm chị ơi. Nhiều khi em muốn nhảy xuống sông tự tử cho rồi. Trời, chồng con gì mà tối ngày cờ bạc, luôn cả nhẫn cưới của hai đứa mà anh cũng đem đi bán nữa. Chắc là duyên nợ của em với anh tới đây là hết rồi. Trời ơi, thôi nín đừng khóc nữa. Trời ơi, nếu em chịu nghe lời chị thì chị giúp đỡ hết lòng luôn á. Dù sao á, mình cũng là chị em lối xóm mà, phải không em? Chị giúp em, nhưng mà chị giúp em sao á chị? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đem ru điệu hát giống họ trên môi. Miền Tây xanh
vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng dân dương tình thương em khó mà ngờ. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, một mai nhớ mẹ thương cha còn đâu mà không tha, đi về nhà thăm xa xăm nơi chốn bưng biển ăn bông mà điên điên nghiêng mình nhớ đất quê. Trời ơi, chưa chi mà em sợ rồi. Ở thành phố chị đã mai mối biết bao nhiêu đứa như em rồi. Trời ơi, vàng vòng bên chồng nó nha, cho cỡ 2-3 cây vàng vậy. Còn tiền cho cha mẹ nè, cho anh em nè, mấy ngàn đô luôn vậy. Nó cưới xong rồi bảo lãnh đi du lịch 6 tháng xong rồi về. Có chết ma nào đâu. Em không tin thì có dịp lên thành phố đi, chị dẫn em đi tham quan cho nó biết. Nhưng em là gái có chồng rồi. Có con cũng được chứ đừng nói tới có chồng. Vậy để em về, vài bữa em suy nghĩ kỹ khi em cho chị biết. Còn bây giờ em chưa trả lời được. Nhớ suy nghĩ lẹ lẹ nghe em. Chị chờ đó nghe. Thôi chị về nghe. Dạ. Ủa ba, trời ơi, ba đâu hả? Ba đang ở bệnh viện trạm xá mà. Ba cái gì mà ba? Tao là thằng men nè, tao mà không nhập vô xác thằng cha mười sĩ á nghe, là kể như ổng về chầu Diêm Vương rồi. À, thì ra là vậy. Anh nhận cái tươi không? Thần quyến rũ chứ ai nữa. Hay nhìn mặt ta là biết liền. Ủa, còn thần bài xuống lâu rồi mà sao tụi mình không thấy vậy ha anh thần men? Nó là thằng Tèo, chồng con Lan, dâu bà Bảy Lép chứ ai. Nhà kế bên đây nè. Vậy là hay quá rồi, đúng dịp ý đồ của anh em mình rồi hen. Vậy tôi và anh nó đi qua bển mau đi. Đi. Có lý, ta và nàng qua bển. Sẵn dịp ta bắt cái xác thằng Tèo xin lỗi ta vì cái chuyện đêm 30 nó rượt ta chạy thứ điều muốn hụt hơi. Và đem mồi với rượu ra cho ta uống mới được. Trời, mới sức huyết bao tử đó ông, vậy mà còn uống nữa sao? Dù cái xác này có đứt ruột hay là sơ gan ta vẫn uống được hoài. Vì ta là thần men uống chứ đâu có phải ông này ông uống đâu. Khi nào mà ta xuất ra thì đem chôn ổng là vừa. Vậy thì đi mau đi. Nhà ngươi quỳ suốt ngày phơi nắng cho ta. Dạ, đội ơn Ngọc Hoàng. Nhờ hồng phúc của Ngọc Hoàng cho nên thần không có thấy lạnh nữa. Đã từ lâu ta bảo ngươi hãy bỏ thói hư tật xấu đó đi. Dạ. Ngươi không nghe. Ừ. Còn lừa dối ta trốn vô cái xác này. Ừ. Ngươi nhìn cái xác này xem, có người ta mạnh khỏe như vậy mà ngươi nỡ lòng nhập vô để hại người ta, tại sao hả? Dạ, con biết lỗi con rồi. Con thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin Ngọc Hoàng ân xá. Chết rồi, Ngọc Hoàng và thần bài. Hả? Bà đó là Ngọc Hoàng á hả? Còn hỏi nữa, hồi nãy tới giờ không thấy hay sao? Chết rồi, bây giờ ta phải làm sao để anh thần men? Kỳ này chắc chết quá. Nghe đây nè, ta mau lùi gót bay nhanh về trời cho mau, quân vương di hành xuống thế về mau cho rồi. Một hôm lâu cái mùa xanh bài giờ nguyện theo gió mây bao ngày xuống thế làm về sao anh? Thôi, ở đó mà còn liếng tuyết nữa. Tôi không có dịp uống rượu đế thêm mà, là tôi buồn muốn chết đây nè. Trời ơi, còn tôi sắp vô mánh nè. Phen này kể như là chật mánh rồi. Tức ơi là tức vậy. Nghĩ con nhỏ Lan nó đẹp quá trời, đem lên thành phố là kể như ngon lành. Trời ơi, bỏ cái thằng chồng cờ bạc đó cho rồi. Ê, làm gì vậy? Trời đất ơi, làm hết hồn. Ủa Tèo, con đi đâu đây? Bộ anh nghe nói gì hết trơn nãy giờ hả? Con đi đâu với em anh gì biết nữa. Tôi là thần bài đây nè. Thần bài hả?
Còn ai quỳ trong đó vậy? Ai vậy? Tiên nâu chứ ai. Hồi sáng này tôi đang làm ăn, tôi thấy Ngọc Hoàng với nó, kia tôi mới xuất hồn ra tôi chạy trốn. Ai dè, nó thấy xác con Tèo nó nhập ẩu vô luôn. Bây giờ tôi phải lang thang không có xác nhập vô đây nè mấy ba mấy má. Trời ơi, vậy là rắc rối to rồi. Các anh tính sao đây? Hai người bình tĩnh đi, để tôi suy nghĩ chút xíu coi. Mạo đi, có cách gì chưa? Rồi, ra rồi, lẹ lắm, lẹ cho đến bài. Giờ vậy ha, mạnh ai nấy về đi. Anh là thần men, anh xuống đây anh quậy đủ lắm rồi. Chưa chắc gì mà xác ông Mười sự này ông chịu nổi nữa đâu. Thôi thì giờ anh trở về bệnh xá, anh xuất hồn ra rồi thăng luôn thượng giới giùm tôi cái đi cha. Rồi ông có chuyện gì thì còn cứu được nghe không? Còn em sao? À, để tôi tính vậy. Bây giờ để cho nàng đạt thành ý nguyện ha. Tôi sẽ thử thằng Tèo một lần nữa. Nếu nó không sửa đổi, bỏ tánh bài bạc, còn ngoan cố không nghe lời khuyên của vợ nó, mẹ nó, thì mình sẽ chiều theo ý nó, cho gia đình vợ con nó ly dị nhau luôn cho rồi, đúng không? Hay quá, đúng là thượng sách. Vậy tụi mình bắt đầu đi. À, mạnh ai nấy đi hen. Có một mình tôi là xui xẻo à. Thôi mà, đừng có cằn nhằn lải nhải nữa mà. Anh còn đứng đó làm chi nữa, đi mau lên đi, để Ngọc Hoàng hay được là chết bây giờ. Quang đã, trước khi đi chúng ta nhìn xem Ngọc Hoàng ổng xử thần tiên nâu ra sao cái đã, rồi hãy đi cũng chưa muộn, phải không? Đồng ý không? Đồng ý. Kìa Tèo, vào nhà đi con. Má nói như vậy chứ ai đỡ hành hạ con bao giờ. Con đau một, má đau tới gấp trăm lần lận. Đi vào nhà con. Đi vô con. Con chờ má đi lo cơm nước cho con ăn ngang. Phơi nắng hồi sáng giờ chắc con đói dữ lắm ha. Chờ má một chút nha con. Dạ, con cảm ơn má. Rồi Ngọc Hoàng đi rồi, xuất đi hết rồi. Thiệt không anh? Đúng rồi, hình như luôn cả thần tiên nâu nữa, đi hết tên hết trọi rồi. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Vào trỏng mau lên, đây là cơ hội quẩy cuối cùng đó, mau đi. Ủa Lan, em đi đâu hồi sáng tới giờ vậy em? Chú Mười, ủa còn em Huệ đi đâu nữa vậy? Con Lan nó suy nghĩ kỹ rồi, có chồng như mày á, thà nó ở giá còn hơn tối ngày cứ cờ bạc hoài. Nè, tôi cũng xin nói thêm nha, vợ của anh nó sẽ thôi anh theo tôi về thành phố á, được không? Ủa gì kỳ vậy? Lan, có thật như lời hai cho con ông này nói không hả Lan? Dĩ nhiên rồi, nếu như anh không từ bỏ cờ bạc đá gà là tôi về thành phố tôi lấy chồng nước ngoài đó. Ôi, anh không có tin đâu. Anh không tin cũng được, mà tin cũng được, tôi không thể nào sống chung với anh được nữa. Lan, em đành bỏ anh sao? Bao ngày tháng bên nhau, anh nhẫn tâm làm em khổ, bao đắng cay ưu phiền. Một mình em trong chiếu trăng âm thầm, cô lẽ nơi loan phòng anh thật vô tâm. Trách cho số kiếp mối duyên chấm dứt, chớ nên sầu bi. Nói chi thêm muốn lời, giang kia đã đóng thuyền, giờ tán giang mà chi. Hai mau xuất cành đi thôi, kéo không kề dơ. Ủa, kề dơ là gì vậy? Là trễ giờ đó má ơi. Trời. Xong chưa? Đi mau đi. Đi lẹ lên đi, còn gì nữa? Dạ khoan, để em hỏi anh một lần cuối coi. Ai vậy Tèo? Ai nói chuyện với con vậy? Má ơi má, lên đây mau dùng cái đi. Má ơi, ba làm bằng ba cản đừng cho vợ con nó bỏ đi má. Mau lên giùm con đi má. Ủa, thần bài đâu? Nhập vô thần Tèo mau lên coi. Nhập. Ủa,
Chú Mười với con Huệ đó hen. Qua đây hồi nào vậy? Còn con Lan nữa. Sao vậy con? Cô bị bệnh hả? Dạ, dạ không sao. Con hơi chóng mặt một chút thôi. Hai cha con tôi qua đây để chúc Tết hai mẹ con của chị đó. Dạ, chúc bác năm mới, chúc bác làm ăn phát tài, vạn sự như ý và sống lâu trăm tuổi. Giỏi. Nè, bác lì xì cho con nè. Dạ cảm ơn bác. Giữ tiền lấy hơn nghe con. Dạ. Còn thằng Tèo, sao mặt mày con quạo đeo vậy? Con có bị bệnh không con? Hồi nãy má nghe con la trên này, giữ con Lan lại là con sao? Mà vợ con nó định đi đâu vậy? Nó nói đuổi con Lan đi đó chị ơi. Đi à. Đừng có đây mà cản trở tôi à. Tôi muốn đánh bài hay là tôi làm gì thì kệ tôi. Tôi không có thích ai ngăn cản tôi hết trơn á. Em khuyên anh mà, đừng có làm vậy, má buồn, em buồn, gia đình mình buồn lắm anh ơi. Đó. Em không có muốn xa anh mà. Đó, vừa không? Sáng mắt em chưa? Chồng con gì mà vô tình vô nghĩa quá. Tôi có ý kiến về nha. Để cho hai đứa tụi nó thôi nhau là đúng á. Thằng Tèo cưới vợ thêm một lần nữa, con Lan có chồng thêm một lần nữa, lúc đó mặc sức mà mình nhậu cho đã. Cười cái gì? Nè nè, mấy người không can gián mà còn nói chia rẽ tụi nó nữa hả? Thôi được, hổm rày tôi để ý tôi thấy có cái gì mà lạ lạ lắm. Mà tôi nghĩ đâu là có đó mà. Cho nên tôi đã báo hết cho mọi người biết hết rồi. Sao? Không tin hả? Nhìn ra sân coi ai đó có quen không? Trời ơi, Ngọc Hoàng đây sao? Bây giờ hết chối cãi phải không? Đúng là bị Ngọc Hoàng vũ sổ rồi. Dạ dạ xin Ngọc Hoàng thứ tội cho. Con thề từ đây không dám tái phạm lần sau. Còn đây là thần tiên đâu, mới ăn trộm đồ của người ta bị bắt quả tang, hết đường chối cãi ha. Mười sĩ. Dạ. Người không biết tội lỗi, không lo làm ăn lương thiện, lại xúi dục làm điều bậy bạ, nhậu nhẹt say sưa, xém chết lên chết xuống. Người thấy như vậy có đúng không hả? Cũng may à, con Lan nói hết cho tôi nghe chuyện này. Nếu không thì mọi chuyện đổ bể tèm lem rồi. Tôi nhờ chú giải quyết giùm cho gia đình tôi. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Trời ơi, nhà Ngọc Hoàng mà bà kêu bằng chú. Còn đây là thần bài phải không? Dạ, thằng Tèo con của tôi đó chú. Hổ chức cờ bạc đá gà làm mất trật tự an ninh, gây xào xáo xóm làng, còn mất hạnh phúc cho gia đình, thấy có đúng không? Dạ, con xin nhận lỗi. Còn cô này, thần quyến rũ phải không? Chuyên môn dụ dỗ gái quê, làm ảnh hưởng đến xã hội, mất đạo đức, cô thấy sao? Dạ, con xin nhận tội. Tất cả làm tờ kiểm điểm. Ngày mai đưa lên trển nộp đầy đủ nghe chưa? Tội lỗi của mấy người rồi đây sẽ biết. Trời, ho gà mà không có nước uống. Dạ, xin bác cho ly nước uống đỡ. Dạ, dạ được. Chú chờ tôi đi xẻ gì hấu ăn hang. Lấy thả ba ngày Tết nha chú. Nè, mọi người còn không biết xuất hồn ra hết đi. Chúng thần xin tuân lệnh Ngọc Hoàng. Các người giỏi lắm. Bây giờ nghe ta hỏi lần cuối cùng, thần Men đâu? Dạ có mặt. Mê nhậu xuống trần quậy phá quá ha. Ta sẽ trừng phạt, biến ngươi thành con. Dạ con gì vậy Ngọc Hoàng? Con hèm Hồ Biên. Vậy là xong một tên hủ hèm rồi. Thần bài đâu? Dạ cờ bạc. Bác thằng Bân, ta sẽ biến ngươi thành con gì vậy Ngọc Hoàng? Con heo. Ủa? Vậy sướng. Tối ngày lo ăn lo ngủ. Không phải con heo lợn đâu, mà là con heo bích đó. Con heo bích à? Chết con rồi. Ồ biết. Vậy là xong. Còn thần quyết rũ,
chuyên môn dùng miệng lưỡi để dụ dỗ người ta. Được, ta sẽ cho nàng biến thành con. Dạ, con gì vậy Ngọc Hoàng? Con tầm nhã tơ. Còn có lợi cho mọi người ở trên đời này nữa. Con tầm, con tầm. Hồ bia. Vậy là xong. Ê, con thành con gì ạ? À? Dạ, ngươi khoái chích lắm phải không? Dạ. Ta sẽ cho ngươi biến thành con. Dạ. Con... dạ con gì vậy Ngọc Hoàng? Con muỗi. Ồ, đã quá, con khoái con muỗi lắm. Tha hồ để hút máu. Dạ, cảm ơn Ngọc Hoàng. Nhưng coi chừng nát xương nha con. Ủa, tại sao vậy Ngọc Hoàng? Tại vì bị người ta đẩy phụ. Đẩy phụ? Đẩy phụ là sao? Không hiểu hả? Để ta làm thử cho coi. Hồ biết. Đó, biến xong rồi đó, hạnh mũi nè. Đó, đậu lên tay ta. Cậu ơi, đậu thử đi. Đó, chích. Rồi, chết sao? Bây giờ ta đập là đó, đập. Chết mày chưa? Chết ta rồi.